Xin kính chào quý vị nhà đầu tư của AZFIN Việt Nam. Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra rất nhiều các thông tư hướng dẫn về việc có thể cho phép bán khống, bán T0, tức là mua chứng khoán ngay và bán luôn được chứ không cần phải đợi đến T2, T3 về thì mới được bán. Thì thông tư mới nhất thì cho biết là ngày 15 tháng 2 năm 2021 sẽ cho phép một số các nhà đầu tư tại một số công ty chứng khoán được phép bán khống. Chính vì thế, cho nên tôi đại diện cho AZFIN Việt Nam sẽ trao đổi đến quý vị và các bạn cái nội dung bán khống hay còn gọi là short selling thì cái rủi ro và cơ hội như thế nào. Trước tiên là về nội dung chính thì gồm có 4 phần như sau. Đầu tiên là bán khống short selling là gì? Thứ hai là các huyền thoại bán khống kiếm tỷ đô trên thế giới gồm những người vị nào? Thứ ba là rủi ro và cơ hội từ bán khống ra sao? Thứ tư là Việt Nam sẽ có bán khống hay không là như thế nào? Đó là bán khống hay còn gọi là short selling là gì? Thì bán khống là hành động đi mượn chứng khoán của người khác để bán nhằm mục đích mong muốn cổ phiếu đó xuống giá để mua lại với giá rẻ hơn và thu lợi từ cái việc chênh lệch giá đó. Rất nhiều anh chị em gọi điện cho tôi, chat cho tôi hỏi rằng bán khống tức là không có chứng khoán có thể bán đúng không? Thì đúng, đứng trên góc độ người bán khống thì đúng là như vậy. Nhưng không phải họ muốn bán bao nhiêu cũng được, mà là họ phải đi mượn được hàng thì họ mới được phép bán. Thì chúng ta hiểu là như này, bán khống tức là chúng ta không có hàng nhưng mà chúng ta đi mượn được hàng thì chúng ta được phép bán trước rồi sau đó chúng ta mua lại. Vậy thì các bước thực hiện bán khống như thế nào? Thì bước đầu tiên, người bán khống mượn chứng khoán từ người chuyên cho vay. Ở đây, ở trên các thị trường phát triển đó là các công ty chứng khoán và thậm chí là các cá nhân rất lớn. Thì họ cho mượn chứng khoán đó. Và khi người bán khống mượn chứng khoán của công ty chứng khoán, các tổ chức thì phải trả một khoản phí nhất định. Tôi lấy ví dụ ông Bill Ackman. Năm 2012 có bán khống cái cổ phiếu Herbalife thực phẩm chức năng đấy. Thì ông này phải trả phí là 4% một năm. Trong khi lãi suất gửi ngân hàng ở Mỹ hồi đó đâu đó nó khoảng độ 2.5-3%. Nhưng ông ấy đã phải trả một mức phí lên đến 4% khi mượn chứng khoán. Đó, thì đấy là người bán khống mượn chứng khoán từ bên cho vay và phải trả một khoản phí trong một thời gian nhất định. B, đó là bán chứng khoán với giá thị trường và thu tiền về. Tức là đầu tiên họ mượn chứng khoán của người ta, rồi sau đó họ vác lên thị trường họ bán. Và người ta phải trả một phần phí cho cái việc mượn chứng khoán đó. Bước thứ hai, đó là người bán khống sẽ mua lại chính lượng cổ phiếu đã bán với một mức giá thị trường tại một thời điểm nhất định. Có thể họ cho rằng là giá cổ phiếu giảm đến mức này là đủ để họ mua lại chẳng hạn. Hoặc là có thể họ bán nhưng mà giá cổ phiếu nó tăng trừ quá mạnh so với giá họ bán. Họ có thể stop loss, tức là dừng lỗ bằng cách mua lại để đảm bảo cổ phiếu không tăng tiếp hoặc tăng tiếp sẽ không bị ảnh hưởng đến họ. Đó, thì đấy là họ phải mua lại. Và sau khi họ mua lại thì họ lại trả số lượng cổ phiếu đó cho người cho vay họ. Cho người cho vay họ và tất toán một cái deal bán khống. Và lợi nhuận của việc bán khống sẽ bằng tổng tiền bán khống, tức là bán khống, tổng tiền bán khống trừ đi phí và trừ đi tổng tiền mua lại. Thì không phải lúc nào nhà bán khống cũng có lại. Nếu họ nhận định sai họ sẽ lỗ, thậm chí lỗ rất lớn. Chỉ trên đây là tôi đã giải thích đến quý vị và các bạn bán khống. Nói tóm lại, bán khống tức là không có cổ phiếu vẫn bán được, nhưng với điều kiện họ phải đi mượn để họ bán cơ, chứ không phải họ muốn bán bao nhiêu thì bán vô tội vạ thì bán. Thì đấy là bán khống cổ phiếu ạ. Tiếp theo, bán khống kiếm tiền bằng cách nào? Giả sử trường hợp ở đây, mượn 100 cổ phiếu bán với giá 40 bảng Anh, mức phí là 10 bảng khi mượn 100 cổ này chẳng hạn. Thì sau một thời gian khi cổ phiếu này xuống đến mức 35 bảng thì nhà bán khống mua lại 100 cổ phiếu ở mức 35 bảng. Thì khi đó lợi nhuận họ nhận được sẽ là cái phần chênh nè, 40 trừ 35 tức là 5 bảng nhân với 100 cổ phiếu tức là họ được 500 bảng. Nhưng đây là chưa tính phí mượn cổ phiếu. Thì khi trừ đi 10 bảng phí mượn thì họ lãi 490 bảng. Ngược lại, nếu họ bán 410 bảng mà giá cổ phiếu nó không xuống như thế này mà nó lại phi lên,
họ phải mua lại để trả với giá 45 bảng thì họ sẽ lỗ là 500 bảng chưa tính phí, cộng thêm 10 bảng phí là 510 bảng. Đó, thì tức là bán khống chỉ kiếm tiền được khi cái cổ phiếu họ bán ra bị lao dốc, bị giảm giá rất là mạnh. Và gần đây chúng ta có thể thấy đối tượng những nhà đầu tư mới tập hợp lại và chiến đấu với giới phố Wall thông qua cái cổ phiếu của GameStop, đúng không ạ? Một phi vụ vô cùng kịch tính. Và lúc đầu có vẻ như giới quản lý quỹ phố Wall bị thua thiệt, mất vài tỷ đô la. Nhưng một thời gian sau, ngay lập tức họ đã đảo ngược vị thế, và chính những nhà đầu tư nhỏ lẻ kém hiểu biết đẩy giá cổ phiếu tăng cả chục lần đã phải trả một cái giá vô cùng đắt. Vô cùng đắt vì cái sự hào hứng nhất thời của mình. Tiếp theo, các huyền thoại bán khống nổi tiếng thế giới là những ai? Thì đầu bảng ở đây chúng tôi phải nêu ra đó là ngài George Soros. Đó, ngài George Soros rất nổi tiếng với cái câu nói: bạn đưa ra quyết định đúng hay sai không quan trọng, điều quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu khi đúng và mất bao nhiêu khi sai. Ông ấy rất nổi tiếng với phi vụ short sell cái đồng bảng Anh năm 1998 và kiếm được hàng tỷ đô la từ cái phi vụ này trong một thời gian rất ngắn. Và đây cũng là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới nhờ đầu tư chứng khoán, nhờ bán khống, nhờ rất là nhiều các cái giao dịch huyền thoại nổi tiếng. Tiếp theo, đó là ông Jim Chanos. Thì đây cũng là, đây là một huyền thoại rất nổi tiếng với cái câu chuyện bán khống cổ phiếu Enron. Thì cổ phiếu Enron này hồi những năm ngoài 2000, họ đã lừa dối cổ đông rất nhiều, lừa dối cổ đông thông qua các cái thủ thuật về báo cáo tài chính. Và khi ông Jim Chanos này phát hiện ra thì ông đã bán khống cái cổ phiếu này và thu lại lợi nhuận cực kỳ khủng khiếp và trở thành một huyền thoại bán khống vô cùng nổi tiếng mà không thể nhắc tới. Thì ông ấy có một câu rất nổi tiếng: khi thị trường tăng mạnh, mọi người từ bỏ sự hoài nghi và bắt đầu tin vào những thứ quá tốt để có thể là sự thật. Tức là khi cổ phiếu tăng đến 5-7 lần, người ta nghĩ nó tăng thêm 5-7 lần nữa, thậm chí chục lần nữa. Và khi đó người ta mất đi cái sự cảnh giác, sự hoài nghi của mình, và cái sự chủ quan bắt đầu đến. Thì lúc đó dễ là lúc thua lỗ và chết chóc nhé. Và những người như ông Jim Chanos này lợi dụng những lúc đó để bán khống cổ phiếu một cách mạnh mẽ và thu lợi hàng tỷ đô la từ cái việc bán khống này. Tiếp theo đó là, đây là ai ạ? Đây là JC Livermore. Ông này rất nổi tiếng với việc đầu tư chứng khoán, trường phái phân tích kỹ thuật. Những năm đầu những năm 1930, thậm chí Livermore còn thuộc dạng giàu nhất phố Wall, rất khủng khiếp. Ông ấy đã thực hiện rất nhiều các phi vụ bán khống và mang lại lợi nhuận rất cao. Thì đây là cha đẻ của cái giới đầu cơ cổ phiếu và được rất nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên thật không may thì sau đó thì ông cũng đã phá sản rất nhiều lần và cuối cùng đã tự kết liễu đời mình khi tuổi vẫn chưa phải là quá cả. Tiếp theo, huyền thoại gần nhất, đầy nhất là Mike Burry. Thì anh này cực kỳ nổi tiếng với cái cuốn sách The Big Short, đúng không? Bộ phim The Big Short chúng ta cũng sẽ nghe rồi, cực kỳ nổi tiếng. Thì năm 2007-08 anh ta nhận thấy cái chứng khoán mortgage về các cái chứng khoán của bất động sản gộp lại là một cái loại chứng khoán, thì nó đã bị bong bóng thổi lên quá cao, quá lớn. Và anh này đã kiên trì bán khống trong vòng khoảng gần 2 năm liền, trải qua không biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc, thậm chí trầm cảm. Bởi vì khi bán khống xong thì nó còn tăng giá ầm ầm cơ. Tuy nhiên với sự kiên định của mình, sự độc lập của mình như một con sói hoang, thì anh ấy đã cuối cùng kiên nhẫn đến cùng và là một người chiến thắng cực kỳ nổi tiếng ở trên cái khủng hoảng đó. Và sau một cái vụ khủng hoảng đó thì Mike Burry trở nên vô cùng nổi tiếng. Và như chúng ta biết, cái cuốn sách The Big Short hay là cái bộ phim cùng tên đã giúp cho rất nhiều các nhà đầu tư đầu cơ trên thế giới học được rất nhiều từ đây. Và anh ấy cũng xứng đáng là một trong những huyền thoại trong cái lĩnh vực bán khống ở trên thế giới này. Thì trên đây thì tôi cũng đã trình bày rất là nhiều các cái huyền thoại rồi.
Vậy thì cái rủi ro từ bán khống nó có hay không? Nó như thế nào? Thì tôi có thể tổng hợp một số cái trường hợp rủi ro từ bán khống. Đó là nhận định sai. Thì đối với cổ phiếu Tesla của cái tỷ phú Elon Musk, tức là vào đầu năm 2000, khi giá cổ phiếu này tăng khá mạnh, từ mức khoảng $50 lên đến khoảng độ 150-200 đô, và người ta cho rằng cổ phiếu này bao nhiêu năm qua có lãi đâu, không hề có lãi, tại sao nó tăng giá ầm ầm, và người ta cho rằng nó đã bị định giá quá so với cái giá trị thực của mình. Chính vì thế người ta bán khống rất mạnh ở vùng khoảng độ 150-200 đô. Họ bán khống liên tục, không ngừng nghỉ. Và đến nay giá cổ phiếu đã là 852 đô. Tức là tăng gấp gần 20 lần trong vòng 2 năm qua. Và giới bán khống đã phải thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng 40-50 tỷ đô từ cái việc bán khống cái cổ phiếu này. Thực tế Tesla là một trong những công ty cũng thuộc dạng điên rồ nhất thế giới. Nó nằm dưới ngoài những gì chúng ta tưởng tượng. Chính vì thế cho nên rất dễ sai lầm khi đánh giá đây là một cái công ty vớ vẩn mà lôi ra bán khống. Chính vì thế các nhà bán khống đã phải trả một cái giá rất đắt bằng vài chục tỷ đô. Đó. Sai lầm thứ hai theo chúng tôi là đúng cổ phiếu nhưng sai thời điểm. Đó chính là GameStop. Thì khi GameStop được đám đông Reddit, đó là một cộng đồng, một đám đông hô hào đẩy nhau đẩy giá cổ phiếu này lên. Từ một cổ phiếu chưa đến 20 đô, họ đã đẩy lên 350 đô. Tức là đẩy tăng gấp 17-18 lần. Thì giới khởi bán khống đã lao vào, rất nhiều giới bán khống đã lao vào bán ở mức 100-150 đô. Tức là cổ phiếu này họ cho rằng ô nó chỉ đáng giá khoảng 20 đô thôi, đã lên đến 100 đô, tức là lên đến 5 lần giá trị, lên đến 150 đô, tức là lên bao nhiêu? 7-8 lần giá trị. Và cuối cùng họ quyết định bán khống. Nhưng mà họ đã phải nhận một cái kết đắng ban đầu. Đó là cổ phiếu tiếp tục điên tăng từ 100-150 đô lên 350 đô. Và giới bán khống forward, đó là các cái quỹ bán khống hàng đầu, đã phải thiệt hại đến 5-6 tỷ đô, vài tỷ đô. Đúng không ạ? Tuy nhiên thực tế cổ phiếu này nó cũng không có giá trị kinh khủng đến mức như này đâu, mà chỉ trong vòng có nửa tháng, chưa đến nửa tháng nó tăng giá gấp bao nhiêu đấy ạ? Gấp 18 lần nhé, tức là 1800%. Đó, thì các vị đây bán khống chọn đúng cổ phiếu rồi nhưng rất tiếc là sai thời điểm và cuối cùng đã phải cắt lỗ. Và chỉ có 1-2 tuần sau rồi giá cổ phiếu này nó đã về mức 60 đô rồi. Thậm chí tôi cho rằng nó còn có thể về mức cũ là khoảng độ 20-30 đô. Đấy, ví dụ như thế. Tức là kể cả chúng ta chọn đúng cổ phiếu rồi nhưng mà sai thời điểm thì chúng ta vẫn đứt như bình thường. Đó. Tiếp theo đó là gặp đối thủ đáng gờm và phí mượn cổ phiếu lớn. Thì đây là một câu chuyện của cổ phiếu Herbalife. Năm 2012 đó, huyền thoại bán khống đấy, đúng không ạ? Huyền thoại bán khống, ông ấy đã bán khống cổ phiếu Herbalife. Thì khi ông ấy bán khống cổ phiếu Herbalife thì ông ấy mượn cái cổ phiếu này mất lãi là 4%. Tuy nhiên ở một cái chiều ngược lại của bán khống thì nhà đầu tư huyền thoại này đã phải đối đầu với những tay đầu tư huyền thoại khác, thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đó là đối đầu với Icahn, Khan Icahn, Soros, Dan Loeb. Ông này bán khống thì các ông kia mua lại. Thế thành ra cuối cùng đã bị thiệt hại rất lớn, thua lỗ rất lớn trong cái phi vụ bán khống cổ phiếu Herbalife. Ban đầu có chút thành quả nhưng sau đó hỏng, rồi lại bán tiếp, rồi nó lại lên. Đó, thì đây là những cái rủi ro rất là lớn khi tham gia bán khống. Kể cả bạn lựa chọn đúng đi chăng nữa nhưng mà sai thời điểm cũng sẽ rất nguy hiểm. Tôi lấy ví dụ một trường hợp đó là VN Index chẳng hạn, tăng từ 650 lên 800 người ta đã bảo cao lắm rồi, trong cái thời khủng hoảng Covid, đúng không? 900 bảo cao, 1000 bảo cao, 1001 bảo cao. Nếu mà ai mà dại dột
mượn hàng mà bán ra lúc đó để chờ mua lại thì quả là rủi ro vô cùng. Bởi vì thị trường nó lên đến gần 1.200 điểm cả. Đúng không ạ? Đó, thì nó rất rủi ro. Chính vì thế cho nên ngài Warren Buffett cũng cho rằng không nên bán khống. Cho dù ông ấy có thể biết cổ phiếu đó vượt giá trị rất xa, nhưng ông vẫn không tham gia bán khống. Đúng không ạ? Chính vì thế cho nên chúng ta cũng cần phải tìm hiểu xem những ai phù hợp với bán khống. Thì trước tiên để đến với điều đó, thì chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi liệu trên thị trường Việt Nam sẽ có bán khống không? Thì thực tế ở Việt Nam đã có bán khống rồi. Không phải cổ phiếu nhưng nó là bán khống hợp đồng chỉ số. Đúng không? Hợp đồng chỉ số bạn có nắm trong tay chỉ số nào đâu, nhưng bạn có thể dùng tiền bạn bán được. Đúng không? Vẫn bán được, miễn là có người mua. Thì bạn chỉ cần ký quỹ là tiền thôi. Nhưng bán khống cổ phiếu thì khác. Bán khống cổ phiếu là phải có cổ phiếu nhé. Nó không phải của bạn thôi, nhưng bạn phải mượn cổ của người khác. Tức là phải có thật thì mới được bán. Thứ hai là tương lai thì ở thị trường chứng khoán Việt Nam chắc chắn có bán khống, vì yêu cầu của thị trường chứng khoán phát triển là phải đa dạng hóa các sản phẩm cho các nhà đầu tư, thì chúng ta mới có thể nâng hạng thị trường được, mới có thể phát triển thị trường được. Rồi là có cầu về bán khống thì sẽ có cung, tạo điều kiện cho những người cầm cổ phiếu lâu dài sinh lời nhờ việc cho mượn cổ phiếu. Ví dụ bạn là một cổ phiếu trung thành lâu năm của cổ phiếu FPT chẳng hạn, thì nếu có người cần bán khống, rõ ràng bạn không muốn bán rồi, thì bạn có thể cho họ mượn, họ mượn. Thì sau này, vài tháng sau họ sẽ trả lại nguyên si bạn cái số lượng cổ phiếu, ngoài ra lại thêm một ít lại. Thế thành ra đây lại là một cơ hội rất kinh doanh, cực kỳ tốt cho những cổ phiếu trung thành, cho những cổ đông trung thành. Thì có thể kiếm lợi nhuận thêm từ cái việc mình cứ nắm giữ cổ phiếu năm này, năm qua, năm khác. Có người mượn mà trả chúng ta tiền, tại sao chúng ta không cho mượn? Đúng không ạ? Thì đấy là một cái cơ hội kiếm tiền rất tốt. Và thực tế ngày 15 tháng 2 năm 2021 này, thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép một số công ty đủ tiêu chuẩn và một số nhà đầu tư phải ký hợp đồng với các công ty ấy, để được phép bán T0. Thì bán T0 về cơ bản nó cũng như là bán khống đấy. Tức là bản chất ở đây không phải bán T0, tức là mua chứng khoán về và bán ngay được cái chứng khoán đó, mà nơi nhà bán khống mở tài khoản ấy có sẵn cổ phiếu đó thì họ có thể mượn công ty chứng khoán và bán ra thị trường, đợi T2 về trả lại cho công ty chứng khoán. Thì họ mất cái tiền ký quỹ trong vòng 2 ngày đó. 2 ngày đó, đấy là T0. Thì T0 chính là một hình thức bán khống như vậy. Bán khống như vậy. Và trong tương lai, tôi cho rằng sau khi thử nghiệm T0 xong, thì người ta cũng sẽ dần dần thử nghiệm cái việc và tiến đến phổ thông hóa cái việc bán khống các cái cổ phiếu không phải là T0 nữa. Đó. Tiếp theo, vậy khi nào Việt Nam có bán khống và những ai nên tham gia bán khống? Thì chúng tôi cho rằng khi cơ sở pháp lý về đầy đủ và toàn diện, thì hiện nay cơ sở pháp lý đã đáp ứng được rồi. Thứ hai là cơ sở hạ tầng phải đáp ứng đủ các cái điều kiện và tiêu chuẩn khi có bán khống. Bởi vì sao? Bởi vì khi có bán khống thì lượng giao dịch và thanh khoản trở lên rất là cao, rất là mạnh. Trong khi cái hệ thống công nghệ thông tin của Việt Nam năm 1998 thì đã sử dụng 21 năm. Thế thành ra nó đã trở nên lỗi thời. Ngày xưa thì người ta chỉ giao dịch đâu đó có vài tỷ lên đến vài trăm tỷ, rồi là năm 2018 cao điểm thì trung bình đâu đó 5-6 ngàn tỷ. Nhưng mà đến đầu 2021 thì trung bình đã lên đến 15-16 ngàn tỷ, 17 ngàn tỷ, có những phiên hơn 1 tỷ đô, tức là 23 ngàn tỷ. Thì như vậy cái cơ sở hạ tầng hiện tại là đang bị quá tải, do đó cái việc đáp ứng được cái câu chuyện bán khống một cách toàn diện là gần như là không thể. Đến nữa có khi người ta phải nâng cấp được thành công cái hệ thống thì mới có thể đưa bán khống vào. Thế thành ra tôi cho rằng là bao giờ cơ sở hạ tầng nó phải đầy đủ, nó phải toàn diện thì họ mới bán khống được toàn diện. Còn T0 chẳng qua chỉ là thử nghiệm cho một số trong công ty chứng khoán và trong đó này một số nhà đầu tư được mà thôi. Đó. Bên cạnh đó thì cái việc bán khống thì nó phải phù hợp với cái lộ trình phát triển của thị trường chứng khoán, tức là định hướng của chúng ta, thị trường đều đầy đủ đến như thế nào và đến bao giờ định hướng nâng hạng, bao giờ cần cái bán khống đó. Đó thì đấy là khi nào có bán khống toàn diện. Thì dựa trên những cơ sở này, chúng tôi cho rằng để có bán khống toàn diện thì ít nhất nó phải lên đến 2022 đến 2024. Đó, tiếp theo, những ai nên tham gia bán khống? Có thể tham gia thì đúng. Đó là một, kinh nghiệm phải dày dặn. Chứ không phải là
mấy bạn trẻ vừa mới tham gia thị trường cứ nghĩ mình giỏi và tham gia bán khống. Bạn không lường trước được hiệu quả, hệ quả nó kinh khủng như thế nào đâu. Như trường hợp Bin Ackman ở trên bán khống cổ phiếu Herbalife là một ví dụ điển hình. Ông ấy cực kỳ nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn còn phải toát mồ hôi và phải thiệt hại không ít. Tiếp theo, bạn phải có khả năng quản trị rủi ro rất tốt. Đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng. Rất nhiều người khi đầu tư cổ phiếu nói chung rồi nghĩ đến bán khống nói riêng thì all in tất cả vào. Mình nghĩ chắc chắn là nó phải xuống, thế là mình all in vào. Nhưng mà người ta không hề nghĩ đến một trường hợp ngược lại, nhỡ không đúng thì sao? Đúng không? Hoặc là khi đầu tư chứng khoán người ta thường hỏi nhau một câu: lợi nhuận kỳ vọng bao nhiêu chẳng hạn. Nhưng có ai hỏi là nếu rủi ro mất thì mất bao nhiêu không? Đúng không ạ? Thì trong bán khống cái này nó còn quan trọng hơn rất nhiều trong đầu tư cổ phiếu thông thường. Đúng không ạ? Bởi vì như chúng ta vừa xem đấy, cổ phiếu GameStop nó tăng từ có 20 đô lên 350 đô, tức là 17-18 lần chỉ trong vòng có vài phiên giao dịch. Thành ra nhà bán khống nào có không quản trị rủi ro tốt là cháy tài khoản ngay lập tức và phá sản ngay lập tức. Thậm chí họ còn bị nợ lần tiền, tức là bị âm tài khoản cơ. Âm tài khoản. Yếu tố thứ 3 cần để muốn tham gia bán khống đó là trình độ phải rất cao. Kinh nghiệm đã rằng khả năng quản trị tốt phải trình độ phải cực kỳ cao. Bởi vì chỉ có khi trình độ rất cao thì người ta mới nghiên cứu, người ta mới đánh giá các cổ phiếu một cách chuẩn xác. Đúng không? Đúng không? Ví dụ như ngài Charles, ngài bán khống cái cổ phiếu Enron, ngài phải có kinh nghiệm và có trình độ cực cao, ngài mới nghiên cứu và đánh giá và mới biết được cổ phiếu đó là cổ phiếu ảo, cổ phiếu lừa nhà đầu tư. Thì lúc đó người ta mới tự tin bán khống và bán khống nó mới có cơ sở để chiến thắng. Còn nếu trình độ không cao mà lại nghe người này nghe người kia thì hỏng mất rồi. Trình độ phải cực cao, có tư duy độc lập và có phân tích rất kỹ càng. Từ đó rút ra được những cái đánh giá kết luận mang cái tính chính xác rất cao. Cổ phiếu đó rất tệ hại. Thì lúc ấy bán khống mới thành công. Đúng không ạ? Ví dụ một trường hợp điển hình ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Có một cổ phiếu, ví dụ như cổ phiếu ROT chẳng hạn. Đúng không ạ? Vừa mới lên sàn, kết quả kinh doanh cũng bình thường thôi. Thế mà giá tăng từ 10 lên 200 ngàn. Rất nhiều người bảo lên đến 50, 30 giá đã quá cao rồi. Nếu mà chẳng may họ bin lên đấy giá quá cao, họ mượn cổ phiếu bán khống thì nó lên đến 200 thì họ làm. Đúng không? Tất nhiên sau này có lúc nó về đến 2000. Đúng không? Đó, nhưng mà người ta đã chết trước bình minh. Chết trước bình minh. Đó. Tiếp theo, cái này thì nó phù hợp với những người phải yêu thích rủi ro. Còn bạn là một công chức, bạn là một nhân viên bình thường, đúng không ạ? Bạn còn phải kiếm tiền lo cho gia đình thì cái điều này nó không hề phù hợp với bạn. Bạn phải đầu tư ở một cái khoản tiền mà xác định rằng khoản tiền đó mất cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình, ảnh hưởng gì đến bản thân, ảnh hưởng gì đến công việc, thì lúc ý bạn mới tham gia, đúng không ạ? Đó, thì trên đây là những cái đánh giá, phân tích và những cái khuyến nghị của chúng tôi về cái việc bán khống. Thì rất hy vọng nó sẽ giúp quý vị và các bạn ít nhiều trong cái việc đưa ra được những quyết định có lên tham gia bán khống hay không. Chúc quý vị và các bạn luôn đầu tư thành công. Xin chào quý vị, hẹn gặp quý vị ở các clip tiếp theo.